Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin học tập và làm thêm giống gương Đỗ Anh Dũng, Bùi Thành Nhơn và Phạm Nhật Vượng đùa nhau viết tầm thư. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, công ty Ngôi Sao thuộc tập đoàn Tân Hoàn Minh đã tham gia đấu thầu và đấu trúng lô đất 3 đến 2 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới tại Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Khu phố này có diện tích 10.000 mét vuông với giá 24.500 tỷ đồng, tính ra mỗi mét vuông đất giá 2,45 tỷ đồng. Mức giá cao bất thường này làm cho xã hội đặt câu hỏi liệu đơn vị đấu giá có dở trò thổi giá bất động sản để định hình định hình tài sản hay không? Có người cũng đặt câu hỏi kiểu khác là Tân Hoàn Minh là ai mà ném tiền như công tử bạc liều vậy? Nói chung, rất nhiều câu hỏi đã xoáy vào vấn đề tài chính của đơn vị trúng thầu đấu giá. Nếu dân soi thì không sợ, nhưng đây là lô đất của nhà nước, nên nhà nước phải soi sức khỏe tài chính của Tân Hoàn Minh. Một phần là để trả lời thắc mắc của xã hội, phần khác bởi vì đó là thủ tục cần thiết để chấn chỉnh sự bát nháo của thị trường bất động sản hiện nay tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng viết tâm thư. Vốn bên trong chứa chất ung nhọt, nếu bị soi thêm thì e là không thể che đậy. Thế là ông chủ Tân Hoàn Minh, Đỗ Anh Dũng đã xin bỏ cọc và viết tâm thư cầu cứu đến người có quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị tại Việt Nam, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng dù có viết hay thế nào thì ông Dũng cũng đã bị bắt vào tù. Có người nói rằng việc tham gia đấu giá làm náo loạn thị trường bất động sản chính là nguyên nhân mà ông Dũng đã bị đưa vào tù. Nhưng có người thì lại nói, lời nói tính chất mê tín rằng bức tâm thư là điểm xấu cho ông Đỗ Anh Dũng. Viết tâm thư để năn nỉ xin sỏ mà vẫn không thoát đã trở thành đề tài bàn tán suốt một thời gian rất dài trên không gian mạng xã hội. Sau đó chuyện viết tâm thư đã lắng xuống thì giờ đây chuyện này lại nở rộ lên. Ban đầu là ông Bùi Thành Nhơn, ông chủ của Novaland, sau đó là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của Vingroup. Đây là hình ảnh ông Bùi Thành Nhơn cũng viết tâm thư được biết vào cuối tháng 11 vừa qua, ông Bùi Thành Nhơn viết tâm thư xin lỗi khách hàng, khẳng định đang giả soát lại dòng tiền. Tình hình tài chính của Novaland có vấn đề và cổ phiếu Novaland lao dốc không phanh, gây ra hiện tượng bán tháo ồ ạt. Ngoài ra, dân đầu tư trái phiếu cũng rất hoang mang và bắt đầu có hiện tượng muốn tống khứ trái phiếu của Novaland để thu hồi tiền mặt ngay lập tức. Novaland đã phải rút tiền túi ra để mua lại tới 1.000 tỷ đồng tiền trái phiếu trước thời hạn để tránh gặp phải thảm họa như Tân Hoàn Minh. Vào ngày 7 tháng 12, báo chí lại đồng loạt đăng tâm thư của ông Phạm Nhật Vượng. Tâm thư này đi kèm với hồ sơ đăng ký IPO gửi cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ để phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng. Bức tâm thư này nhắm vào những người có khả năng sẽ góp vốn cho VinFast, trong đó có người Việt sống tại Mỹ qua một thời gian dùng lòng yêu nước để dụ dỗ khách hàng trong nước mua xe xăng, thì giờ đây ông Phạm Nhật Vượng lại đang có ý định xuất khẩu lòng yêu nước sang tới Mỹ để kiếm tiền đầu tư từ người Việt Nam ở xứ này, mà trong đó có rất nhiều người có nguồn gốc của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng cũng viết tâm thư. Tâm thư mỗi người viết mỗi khác nhau, mục tiêu là nhắm đến những cũng khác Tuy nhiên, mục đích cuối cùng đều là vì quyền lợi cho doanh nghiệp của họ. Ông Đỗ Anh Dũng viết tâm thư gửi ông Tổng Bí Thư là để luật pháp khỏi về sở gáy ông và làm công ty khốn đốn. Tâm thư của Bùi Thành Nhơn cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, tâm thư của ông Phạm Nhật Vượng thì hơi khác. Tâm thư này nhằm mục đích vét tiền túi từ người Việt Nam ở Mỹ đổ vào cho VinFast đốt tiếp. Và trong tư thơ ấy, ông Vượng cũng xây dựng một niềm tự hào ảo. Niềm tự hào đã từng làm cho các chủ xe xăng sập bẫy. Thậm chí có người phải trả giá bằng chính mạng sống của mình trong chiếc xe bốc cháy và họ đã bị than hóa. Cũng như tờ Thể báo .d có bài viết phân tích Vingroup đang rất khát vốn và họ đang gặp vấn đề ở mảng kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Sức khỏe tài chính của Vingroup hiện nay vẫn không được ổn dù là cam kết như thế nào thì khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, họ cũng sẽ đẩy hết rủi ro về phía nhà đầu tư, chứ họ không bao giờ ôm rủi ro về cho mình. Đó chính là một thực tế, là cây bẫy mà nhiều người bị dính vì tin tưởng và uy tín của đại gia này hay đại gia khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Học tập và làm theo tấm gương Đỗ Anh Dũng, Bùi Thành Nhơn và Phạm Nhật Vượng đua nhau viết tâm thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng chém gió Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay là mối quan hệ bất bình đẳng. Những gì diễn ra từ hội nghị thành đô năm 1990 cho đến nay đã cho thấy điều đó ngày một thêm rõ ràng. Hiệp ước biên giới Việt Trung ký năm 1999 là một thất bại của Việt Nam, thác bản dốc mất một nửa và nhiều khu vực nữa. Tiếp theo là hiệp định phân vịnh Bắc Bộ ký năm 2000, tất cả các cột mốc biên giới đều có hiệp định trước đó, sau hội nghị thành đô thì hiện trạng bị xáo trộn và tất nhiên phần thiệt hại thuộc về phía Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Tập cho đón ông Trọng rất trọng thể. Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 16 cho đến ngày 22 tháng 10 vừa qua cho kết quả ông Tập Cảnh Bình lại tái đắc cử chức tổng bí thư. Việc ông Tập Cảnh Bình tiếp tục nắm kỳ thứ 3 là không ngoài dự đoán của giới quan sát. Bởi trước đó ông Tập đã cho sửa điều lệ của Đảng, phá bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ cho vị trí tổng bí thư và ông cũng đưa tư tưởng Tập Cảnh Bình vào điều lệ ấy, cho nên tại hội đảng lần thứ 20 của Trung Quốc không ai bất ngờ chuyện ông Tập Cảnh Bình sẽ tiếp tục tái nhiệm. Việc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kết thúc thì ngay lập tức ông Nguyễn Phú Trọng đã mang dâu đội mũ vội vã sang thăm ông Tập Cảnh Bình, được một số người cho là ông Trọng đi triều kiến. Được biết, ông Kim Jong-un, lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên cũng không xuất sắng bằng ông Trọng. Điều này cho thấy vị thế khác nhau giữa một nước chưa hầu và một nước có tiếng nói tương đối độc lập hơn đối với Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang chém gió. Thực tế là như vậy, nhưng sau chuyến đi Trung Quốc về, ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam lại chém gió về sự tiếp đón hoành tráng mà ông Tập Cảnh Bình đã dành cho ông trong kỳ tiếp xúc với cử tri tại Hà Nội. Vào ngày 19 tháng 11 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói như sau. Trước khi Trung Quốc đại hội khoảng tháng 11 chưa biết ai sẽ là Tổng Bí Thư của Trung Quốc, nhưng mà Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có thư, thư hẳn hoi đấy bằng văn bản đấy, gửi cho ta và mời Tổng Bí Thư ta sang thăm Trung Quốc, mà lại là người sang thăm đầu tiên của Trung Quốc. Sang thăm thì Trung Quốc đón tiếp như thế nào thì các bác cũng đã biết, rất nhiều cái ngoại lệ. Tôi xuống máy bay, một cái là dân đón, cờ hoa ngập đường, ô tô dẫn đoàn. Lễ đón chính thức có 21 loạt lại bác, đến lúc trao cho tôi cái huân chương thì Tổng bí thư Trung Quốc ra tận nơi để trao rồi bắt tay hẳn hoi chứ không sợ Covid. Thực ra mà nói việc ông Tập Cảnh Bình vuốt về ông Nguyễn Phú Trọng là điều hết sức đơn giản. Vấn đề là Trung Quốc của ông Tập Cảnh Bình được lợi thế gì? Ông Nguyễn Phú Trọng có vâng lời ông Tập đến triều kiến hay không? Một khi ông Nguyễn Phú Trọng đã thuần phục thì ông Trọng sang Bắc Kinh được tiếp đón nồng hậu cũng vì cái lợi cho Bắc Kinh và cho tập Kinh Bình. Ban cho kẻ thuần phục một ân huệ để kẻ ấy về nước chém gió, lấp đi bản thân phận trư hầu. Đấy cũng là cách tính toán của một kẻ đứng cửa trên như ông Tập Kinh Bình. Một kẻ vâng lời thì nên cho họ nở mày nở mặt với thiên hạ một chút cũng chẳng sao. Đây là hình ảnh sự thật ê chề. Vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, đoàn tùy tùng của ông Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đến đại sứ quán trung quốc cúi đầu trước di ảnh của giang trạch dân tại hà nội đã nói lên điều đó đây là thái độ thuần phục không thể chối cãi và đó là chủ trương của đảng chứ không phải là của cá nhân nào bởi trong đoàn ấy rất đông đủ bao gồm nguyễn xuân phúc chủ tịch nước phạm minh chính thủ tướng đương nhiệm võ văn thưởng thường trực ban bí thư của đảng đại diện cho nguyễn phú trọng ông trần thanh mẫn phó chủ tịch hội quốc hội đại diện cho chủ tịch quốc hội vương đình huệ có thể nói ông Tổng Bí Thư chém gió, giấu đầu thì lại lòi đuôi. Ngay sau lời chém gió của ông là hành động cả đoàn lãnh đạo cấp cao phải cúi đầu trước dĩ ảnh của ông vua ở Thiên Triều thì đủ để phủ định lại những gì ông Nguyễn Phú Trọng đã khoe khoang. Là người dân Việt Nam chân chính, không ai lại đi hoan hỉ vì được tiếp đón nồng hậu trong khi quốc gia luôn phải ở thế cúi đầu trước họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Tổng chém gió Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm